Chào các bạn đã quay trở lại kênh tin tức hàng ngày. Trước khi vào video của ngày hôm nay, chúc các bạn một ngày mới thật nhiều vui tươi và hạnh phúc. Nào, chúng ta hãy cùng theo dõi video của ngày hôm nay nhé. Tối ngày 2 tháng 5, lễ cưới của ca sĩ Hà Thanh Xuân và doanh nhân Thắng Ngô được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh. Sau hơn một năm hẹn hò, ca sĩ Hà Thanh Xuân và doanh nhân Thắng Ngô đã chính thức về chung một nhà. Bàn hôn lễ cực hoành tráng diễn ra vào tối ngày 2 tháng 5. Lễ cưới diễn ra trong sự riêng tư, kín đáo, an ninh được thắt chặt bởi đội ngũ bảo vệ. Khách mời chỉ khoảng 300 người và đều là bạn bè thân tín của hai vợ chồng suốt nhiều năm qua. Lối vào tiệc được trang trí nhẹ nhàng, với hoa tươi cùng nhiều ảnh cưới mà chỉ nhìn thôi cũng biết tiêu tốn khá nhiều tiền. Hà Thanh Xuân xuất hiện rạng rỡ, nắm chặt tay ông xã, vô cùng hạnh phúc. Lối vào tiệc được trang trí nhẹ nhàng với hoa tươi cùng nhiều ảnh cưới. Nữ ca sĩ hải ngoại sinh năm 1988, kém doanh nhân Thắng Ngô 13 tuổi, tuy nhiên theo cô khoảng cách tuổi tác không ảnh hưởng đến sự đồng cảm và chia sẻ giữa hai người. Hà Thanh Xuân bên mẹ ruột, nữ ca sĩ từng hoạt động và đoạt giải thưởng về ca hát trước khi sang Mỹ sống. Hà Thanh Xuân tiết lộ cô có nhiều người theo đuổi, nhưng có cảm tình đặc biệt với doanh nhân Ngô Thắng. Cả hai quen nhau qua sự may mối của một đạo diễn. Họ yêu xa một năm trước khi quyết định gắn bó. MC Kỳ Duyên xuất hiện sớm tại lễ cưới. Cô có mối quan hệ thân thiết với Hà Thanh Xuân ở Mỹ. Do đó trong ngày vui của đàn em, cô đảm nhận vai trò dẫn dắt chương trình. Bảo Thi nổi bật với một cây đỏ đến dự đám cưới của bạn thân. Hà Thanh Xuân học cùng và chơi thân với Bảo Thi từ thời tiểu học. Họ giữ mối quan hệ tốt từ đó đến khi bắt đầu sự nghiệp ca hát. Hay Hà Thanh Xuân sang Mỹ định cư. Bảo Thi được nhận xét mặn mà hơn từ khi có con. Nữ ca sĩ cũng nhanh chóng lấy lại vóc dáng sau sinh. Nhạc sĩ Minh Nhiên cùng vợ đến chúc mừng Hà Thanh Xuân. Nữ ca sĩ từng tâm sự cô mới về Việt Nam nên chưa có nhiều bạn bè. Khách đến dự tiệc chủ yếu là người thân bạn bè của chú rể. Nghệ sĩ gạo cội Chí Tâm cùng đến dự tiệc. Ông định cư ở Pháp nhưng thường xuyên về nước thăm người thân, đồng thời tham gia các chương trình cải lương. Hà Thanh Xuân chuẩn bị trước khi cưới vua có con Việt Nam, tài sản vững chắc, muốn có con. Vừa qua, ca sĩ Hà Thanh Xuân đã gây bất ngờ khi hé lộ với báo chí về việc cô sắp kết hôn với bạn trai hơn 13 tuổi tên Thắng Ngô, người được mệnh danh là vua cá coi Việt Nam, sở hữu gói tài sản lớn. Được biết Hà Thanh Xuân và Thắng Ngô biết nhau qua sự giới thiệu của một đạo diễn hồi tháng 4 năm 2021. Sau nhiều ngày trò chuyện trao đổi, cả hai nảy sinh tình cảm. Tháng 3 năm 2022, Hà Thanh Xuân và Thắng Ngô chính thức gặp mặt nhau. Cả hai quyết định sẽ đi đến kết hôn trong thời gian tới. Điều này khiến cho nhiều khán giả bất ngờ vì trong suốt thời gian qua, nữ ca sĩ không hề hé lộ chuyện mình hẹn hò với Thắng Ngô. Thậm chí, cô và ca sĩ Văn Lê còn liên tục có nhiều hành động tình cảm, khiến cho nhiều người hiểu lầm họ là một đôi. Tuy nhiên, ai theo dõi cuộc sống và hành trình của Hà Thanh Xuân sẽ thấy nữ ca sĩ chuẩn bị cho việc kết hôn của mình từ khá lâu. Chuẩn bị kỹ cho cuộc sống gia đình. Từ năm 2010, Hà Thanh Xuân chính thức định cư và bắt đầu sự nghiệp tại hải ngoại. Sau nhiều năm đi hát và tích cóp, cô đã mua được một căn biệt thự lớn có diện tích rộng cả 100m² ở Mỹ và đón bố mẹ qua sống. Trong thời gian gần đây, Hà Thanh Xuân đăng tải nhiều clip khoe với khán giả biệt thự và cuộc sống tại Mỹ của cô. Điều đó cho thấy nữ ca sĩ sở hữu có tài sản vững chắc để kết hôn. Trong đó, Hà Thanh Xuân nhiều lần ẩn ý về chuyện xây dựng gia đình. Nữ ca sĩ thường xuyên đăng tải những hình ảnh thường nhật sau ánh hào quang sân khấu của cô. Trong đó, Hà Thanh Xuân thể hiện rõ mình là người phụ nữ của gia đình, cũng biết đi chợ nấu nướng. Cô thường cùng mẹ đi các khu chợ người Việt tại Mỹ và mua nhiều nguyên liệu để nấu các món ăn Việt Nam. Dù ở Mỹ nhưng bản thân Hà Thanh Xuân và gia đình lại thích ăn uống đồ Việt truyền thống. Nhờ đó, nữ ca sĩ biết nấu khá nhiều món Việt. Cô cũng được mẹ hướng dẫn rất nhiều về nữ công gia chánh. Để trở thành người phụ nữ của gia đình, mẹ Hà Thanh Xuân là người gốc Huế, nên cô được thừa hưởng khá nhiều sự khéo léo từ bà. Hà Thanh Xuân chia sẻ rằng cô rất thích ăn đồ ăn gia đình nấu. Cô nói hồi xưa chỉ có một mình tôi ở Mỹ nên toàn ăn hàng. Từ khi mẹ qua Mỹ sống cùng tôi đi đâu về cũng có đồ ăn sẵn mẹ nấu, nên sướng lắm. Bây giờ tôi toàn ăn ở nhà, hương vị đồ ăn ở nhà nấu luôn đậm đà hơn ăn ngoài, không gì bằng cơm mẹ nấu. Ngoài nấu nướng, Hà Thanh Xuân cũng hứng thú với việc chăm sóc xây dựng nhà cửa. Cô cùng mẹ mua nhiều cây cối, hoa, cây ăn quả về trồng rồi lại tự tay dọn sân vườn. Cô tỏ rõ mình không chỉ là ca sĩ ăn diện trên sân khấu mà biết làm nhiều thứ trong nhà. Phụ nữ ở Mỹ chúng tôi có thể tự tay làm được mọi thứ, việc gì cũng làm được vì cuộc sống khá vất vả, cái gì cũng đến tay. Trong một lần mời Quang Lê tới nhà chơi, Hà Thanh Xuân cũng tự tay nấu lẩu gà ác cùng nhiều món ăn ngon cho đàn anh ăn. Về quan điểm nhà cửa, Hà Thanh Xuân nói tôi không cần nhà 100 tỷ, ở vừa vừa là đủ rồi,
Ở nhà to quá tôi sợ, sợ cô đơn lắm. Tôi chỉ cần nhà mười mấy hai chục tỷ là đẹp rồi. Dọn dẹp cũng dễ, nhà to quá tôi ở đâu có hết. Tôi chỉ cần nhà có gian bếp và phòng ngủ thật đẹp là được rồi. Tôi thấy mấy người nhà giàu thường rất cô đơn, nên tôi chỉ cần vừa đủ là được, không ham giàu và cô đơn. Bên Việt Nam, mấy anh chị có nhà trăm tỷ, toàn gọi tôi và anh Quang Lê tới chơi vì buồn quá. Tôi chỉ cần không khí ấm cúng là vừa nhất, không nhà to mà buồn. Trong một số test show gần đây, Hà Thanh Xuân cũng ăn ý về chuyện lập gia đình kết hôn. Chẳng hạn tại Trúc Chiểm Show, nữ ca sĩ nói: ở thời điểm hiện tại sự nghiệp của tôi đã ổn định, nên tôi muốn trở thành người phụ nữ của gia đình, lấy chồng sinh con. Tôi hiểu rằng ba mẹ tôi mỗi ngày một già đi, chỉ muốn con cái ổn định thì mới yên lòng. Bởi vậy nên tôi cũng muốn lấy chồng cho ba mẹ yên lòng. Hà Thanh Xuân khẳng định cô đã đủ khả năng làm mẹ. Mọi khó khăn trong cuộc đời tôi đều đã vượt qua, nên ở thời điểm hiện tại, tôi nghĩ mình sẽ làm tròn vai trò người vợ người mẹ, đồng thời lo được công việc sự nghiệp. Tôi hoàn toàn đảm nhiệm được cả hai vai trò. Tôi muốn người đàn ông lý tưởng của tôi phải giống ba tôi, ai cũng nghĩ tôi kén chọn khó tính. Nhưng tôi rất đơn giản, chỉ cần tình yêu, cảm xúc chân thật. Tôi đặt cảm xúc lên đầu và cái gì thật thì sẽ rất bền lâu. Cô hé lộ về người đàn ông tương lai, ẩn ý về vua cá cò Việt Nam. Tất nhiên người đó phải có khả năng làm kinh tế, ý chí phấn đấu và ga lăng, thương con cái. Tại chương trình Nhập Gia Tỳ Tục gần đây nhất, Hà Thanh Xuân bày tỏ: trước đây tôi còn bận sự nghiệp, nhưng trong năm nay tôi lại rất muốn sinh con. Không biết sao, nhưng tôi thích có em bé trong năm nay, nhưng tôi lại chưa có chồng. Trên thực tế, Hà Thanh Xuân đã ở độ tuổi ổn định sự nghiệp, có vị trí và tên tuổi vững vàng trong làng nhạc.